Em xin kính chào tất cả các quý khách hàng. Thì hôm nay bên em xin giới thiệu đến tất cả quý khách hàng một mẫu máy phát điện Nhật bãi nha quý khách hàng. Hàng này là hàng Nhật bãi. Model là Honda EXT 4000 nha quý khách hàng. Máy sử dụng động cơ Honda GX 340 11 ngựa, công suất là 4 kVA nha quý khách hàng. Dòng này là máy thùng cách âm siêu êm luôn nha quý khách hàng. Chỉ có khởi động đề nổ, không có giật nổ nha quý khách hàng. Đấy. Thì máy thì như quý khách hàng đang theo dõi đây là cái phần bên ngoài. Đấy, vỏ máy còn cực là đẹp luôn nha. Máy thiết kế 4 bánh xe để tiện di chuyển dễ dàng nha quý khách hàng. Quý khách hàng có thể lấy điện ở đây hoặc là ở đây đều được nha quý khách hàng. Đấy. 4 bánh xe, đây là chiếc vỏ bên ngoài. Thì thực sự quý khách hàng là riêng mà hàng Nhật bãi về thì đóng công thì không thể tránh khỏi những cái xước sát cái vỏ bên ngoài được. Nhưng mà với cái chất lượng của máy móc của nó thì phải nói là cực kỳ là tốt luôn. Thì sau đây em sẽ xin giới thiệu cái nội thất bên trong luôn nha. Đối với chiếc Honda EXT 4000 công suất 4 kVA này. Đấy, thì cái này thì quý khách hàng phù hợp sử dụng gia đình. Đấy, siêu êm luôn. Bình xăng của nó thì chắc nó cũng rơi ở khoảng 15 lít quý khách hàng. Đây bình xăng này siêu mới luôn. Chịu đề nổ nha quý khách hàng, không có giật nổ. Chiếc này nguyên bản về thì nó có cả bình ắc quy, nhưng mà bình ắc quy này chắc là phải sạc thêm. Đấy, nó có hiện tượng là bị kém rồi, tại vì đối với ắc quy để lâu thì nó sẽ bị xuống cấp quý khách hàng ạ, nếu không sử dụng. Thì quý khách hàng, như quý khách hàng đã thấy đây. Đây là cái mặt táp lô của máy. Đấy, ổ khóa đề nhá, chìa khóa vẫn zin Honda, một đèn báo, một đồng hồ báo bôn. Đấy. Cổng 200 đấy CB. Đấy, 2 CB nha. Quý khách hàng có thể đấu điện ở đây. Đấy. Mở hai con ốc này ra. Quý khách hàng đấu điện ở đây nha. Đấy, lấy điện giúp em ở đằng sau cũng ok. Đấy, quý khách hàng có thể thấy 4 cái bánh xe còn cực kỳ là đẹp luôn. Đấy. Đấy. Trắng tinh. Dòng này nó là dòng Nasin quý khách hàng ạ. Nó trùng như kiểu dòng Elicmac ấy. Elicmac mà hàng mà nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật ấy. Thì tất cả những bánh xe này nó đều là của thương hiệu Nasin này, là một trong thương hiệu sản xuất về cái bánh xe này. Đấy. Bánh xe Nasin thì quý khách hàng sẽ gặp những cái dòng này ở trên những cái máy phát điện Elicmac đối với thị trường Việt Nam nha. Hoặc là hàng Nhật bãi thì mới có cái dòng này, đấy, Nasin. Đấy, quý khách hàng có thể theo dõi giúp em là một cái động cơ mới cứng luôn. Đấy, quý khách hàng chỉ thiếu đập thùng thôi. Củ đề Denso nha, Made in Japan nha. Động cơ 340 siêu mới, GC05 quý khách hàng. Đấy, siêu mới luôn. Máy móc bên trong này quý khách hàng có thể thấy không có một điểm trừ luôn quý khách hàng. Dòng này thì siêu êm luôn rồi. Nếu mà quý khách hàng dùng gia đình, đấy, củ đèn Denso, củ phát Sawa nha quý khách hàng, củ tròn. Đấy. Động cơ 340 11 ngựa. Đây quý khách hàng có thể thấy đây là cái bình ắc quy. Ắc quy của nó thì chắc em nghĩ nó sẽ phải sạc thêm hoặc là mình sẽ phải thay bình khác quý khách hàng. Nhưng mà về zin nguyên bản thì em để nguyên bản như này. Động cơ 340 chỉ có đề nổ nhá, không có giật nổ nhá quý khách hàng. Đối với chiếc AX4000 này chỉ có đề nổ, không giật nổ. Máy này thì nó nặng khoảng 130 kg quý khách hàng, 130 cân. Đấy. Đây quý khách hàng, 4 bánh xe nó cực đẹp luôn. Máy này nó nằm trong thùng cách âm bảo ôn cực kỳ tốt luôn quý khách hàng, siêu êm luôn. Đây, nó có mút lớp thủy tinh này, chống cháy và cách âm. Đấy. Bình xăng con Kehin, giới thiệu một quý khách hàng. Chế Kehin nha, nắp đầu bò này. Máy thì phải nói siêu mới luôn, chỉ thiếu mỗi thùng thôi quý khách hàng. Con này thì nó là thuộc hàng VIP rồi quý khách hàng. Đấy. Bây giờ thời điểm này mà quý khách hàng mà kiếm được một chiếc máy phát điện mà đẹp như này thì hơi khó đấy quý khách hàng. Đấy. Quý khách hàng nào đang quan tâm đến giải công suất 4 kVA thùng cách âm, liên hệ bên em theo số hotline 0966421739, Zalo bên em. Bên em giao hàng toàn quốc nha. Máy hiện tại đang nằm ở kho miền Bắc, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ của bên em. Bên em chuyên mua bán, trao đổi, sửa chữa tất cả dòng máy móc cũ đã qua sử dụng nha. Máy công trình, máy xây dựng. Quý khách hàng có nhu cầu mua bán, trao đổi, sửa chữa liên hệ trực tiếp bên em. Hotline 0966421739. Thì em vừa giới thiệu nhanh cái chiếc máy phát điện Honda EXT 4000 công suất 4 kVA, động cơ 340 11 ngựa đến gửi đến tất cả quý khách hàng. Thì bên em cái model này thì sẽ về thêm. Đấy, hàng bãi sẽ về thêm vài chiếc nữa để phục vụ quý khách hàng mùa nắng nóng nha.
Đấy, thì cần một nguồn điện dự phòng thì đây là một trong những dòng sản phẩm rất là hợp lý. Thứ nhất, nó độ ồn thấp so với dòng máy khung, quý khách hàng rất êm luôn, siêu êm luôn. Đấy. Quý khách hàng có nhu cầu mua bán trao đổi sửa chữa liên hệ em nha. Đấy. Quý khách hàng đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất bên em, like chia sẻ ủng hộ bên em. Thì bên em sẽ có một cái clip test tải riêng gửi đến tất cả quý khách hàng đối với chiếc EIT 4000 này. Đấy. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý khách hàng trong những video tiếp theo bên em ạ.